là một quốc gia đang phải chống chọi với đại dịch COVID-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với các nước về những mất mát không thể đo đếm được trong đại dịch. Trên hết là những mất mát về người, cùng với những thiệt hại to lớn về kinh tế, những tác động sâu sắc đối với xã hội và sự thụ hưởng quyền của người dân. Nhiệm vụ cấp bách hàng đầu hiện nay là kiểm soát đại dịch COVID-19 trên phạm vi toàn cầu. Thế giới chưa thể an toàn khi còn có bất cứ người dân hay quốc gia nào chưa an toàn trước đại dịch. Việt Nam cảm ơn và đánh giá cao vai trò của các tổ chức Liên Hợp Quốc và các cơ chế đa phương, nhất là COVAX, trong thúc đẩy tiếp cận công bằng vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Để sớm đẩy lùi COVID-19, cần tăng cường hợp tác và đoàn kết trên tinh thần trách nhiệm và chia sẻ, nhất là ưu tiên cung cấp vaccine cho người dân, những nước có tỷ lệ tiêm chủng còn thấp, tạo điều kiện để các nước đang phát triển hợp tác sản xuất tham gia chuỗi cung ứng vaccine. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để vượt qua đại dịch và phục hồi kinh tế, nhân tố quan trọng hàng đầu là sự nỗ lực trên tinh thần tự cường của mỗi quốc gia. Tự cường đòi hỏi các nước phải phát huy nội lực để có đủ năng lực ứng phó với khủng hoảng, bảo vệ người dân. Nhưng điều đó không có nghĩa là giới hạn trong khuôn khổ các nỗ lực, chính sách, biện pháp cho riêng từng quốc gia. Chúng tôi kêu gọi các nước thực hiện đầy đủ các cam kết tài chính cho phát triển, hỗ trợ các nước đang phát triển được giãn nợ, cung cấp thêm nguồn lực cho phòng chống COVID-19 và phục hồi, biến cơ hội thành những thành quả phát triển. Hơn lúc nào hết, nhiệm vụ hợp tác để giảm thiểu và xử lý các tác động tiêu cực của tình trạng biến đổi khí hậu đang đặt ra vô cùng cấp bách. Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải khẩn trương hành động bảo vệ hành tinh xanh, thực hiện cam kết để nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 1,5 độ C. Đề cập đến Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sau hơn 35 năm đổi mới toàn diện, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Việt Nam giành độc lập. Thực hiện khát vọng Việt Nam hùng cường, chúng tôi đang xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Khơi dậy lòng yêu nước mãnh liệt, ý chí quật cường, khối đại đoàn kết và phát huy năng lực đổi mới sáng tạo của toàn dân tộc. Nhà nước thực hiện chính sách lấy người dân là chủ thể, là trung tâm, vì tiến bộ công bằng xã hội, giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, đi đôi với việc phát triển bền vững, bao trùm. Điều đó cũng là tinh thần cốt lõi của các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc mà chúng tôi đang thực hiện. Và sau bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, các đại sứ và bạn bè quốc tế đã chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Việt Nam vì đã đưa ra nhiều giải pháp đối với những thách thức lớn nhất trong lịch sử của thế giới. Các nước cũng chúc mừng Chủ tịch nước vì Việt Nam đã rất thành công sau gần 2 năm giữ vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tham dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về chấm dứt đại dịch COVID-19 và xây dựng lại tốt hơn. Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi COVAX và các nước có năng lực đẩy mạnh nỗ lực cung ứng vaccine cho các nước đang phát triển. Phóng viên Trung Kiên đưa tin từ trụ sở Liên Hợp Quốc. Ở thời điểm đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của gần 5 triệu người, hội nghị thượng đỉnh toàn cầu này được tổ chức nhằm kêu gọi các nhà lãnh đạo nâng cao tham vọng toàn cầu về chấm dứt đại dịch COVID-19 vào năm 2022. Hoan nghênh Tổng thống Joe Biden đã có sáng kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trước kẻ thù dịch bệnh thì phải bảo vệ sinh mạng của sức khỏe người dân phải là ưu tiên hàng đầu. Muốn vậy thì phải mở rộng, tiêm vaccine, song hành với sử dụng thuốc điều trị hiệu quả. Nhưng trước mắt, để ngăn chặn được sự lây lan nhanh chóng của các biến chủng mới, thì các nước đang phát triển phải được nhận thêm vaccine. Tôi cảm ơn và đánh giá cao vai trò của cơ chế COVAX. Cảm ơn nhiều nước đã chia sẻ hỗ trợ vaccine cho Việt Nam. Và tôi cũng kêu gọi COVAX và các nước có năng lực đẩy mạnh nỗ lực cung ứng vaccine cho các nước đang phát triển, để ít nhất 70% dân số ở các nước này được tiêm chủng sớm nhất có thể, và hy vọng đạt được mục tiêu này trước kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm sau.
Về phần mình, Việt Nam đang triển khai chương trình tiêm phòng COVID-19 cho mọi người dân. Để ủng hộ tiếp cận công bằng vaccine, chúng tôi đã đóng góp 500.000 đô la cho COVAX và sẽ xem xét tiếp tục đóng góp cho COVAX trong thời gian tới. Trước lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế, Tổng thống Joe Biden đã thông báo Hoa Kỳ sẽ tài trợ thêm nửa tỷ liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer cho các quốc gia. Trung tuần tháng 6 vừa qua, tại hội nghị thượng đỉnh G7, Hoa Kỳ đã cam kết tài trợ nửa tỷ liều vaccine cho các nước qua cơ chế COVAX. Đến nay, 160 triệu liều đã được chuyển đến các nước, trong đó Việt Nam đã nhận được hơn 5 triệu liều vaccine Moderna. Hôm nay, tôi công bố một cam kết lịch sử khác. Hoa Kỳ đang mua nửa tỷ liều vaccine nữa của Pfizer để viện trợ cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trên thế giới. Nửa tỷ liều vaccine này sẽ được chuyển tới các nước vào đầu năm sau, nâng tổng số cam kết vaccine viện trợ của chúng tôi lên hơn 1,1 tỷ liều. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay, vaccine phòng COVID-19 được nhắc đến nhiều nhất. Như lời Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, thì hơn 90% dân số châu Phi vẫn đang chờ mũi tiêm đầu tiên. Còn theo Cơ quan Phòng chống dịch bệnh châu Phi, thì hiện mới chỉ có 3,5% dân số châu lục này được tiêm 2 mũi, quá thấp so với mục tiêu là 60%. Thông qua cơ chế COVAX, 260 triệu liều đã được giao trong 141 quốc gia, thế nhưng dự báo cho thấy các nước nghèo đang bị thiếu từ 5 đến 6 tỷ liều. Với cam kết mới này của Hoa Kỳ và đối tác vaccine Hoa Kỳ-EU được thành lập ngày hôm nay, các nước như Việt Nam sẽ tiếp tục được nhận thêm vaccine để tiêm chủng cho người dân.